Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược, The Art of Strategy, ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong công việc và cuộc sống. Tác giả Avinash Dixit và Barry Nanpup. Có phải bạn luôn tin rằng những người thành công xung quanh bạn đều có một thứ tài năng thiên bẩm có thể giúp họ đạt được đỉnh cao mà họ đang đứng ngày hôm nay? Vậy thì bạn đã và đang mắc một sai lầm lớn đấy. Thành công của hầu hết những con người ấy là do họ nắm vững lý thuyết trò chơi, hay còn gọi là nghệ thuật tư duy chiến lược. Với khả năng dự đoán những động thái tiếp theo của người cùng chơi, trong khi biết rõ rằng đối thủ đang cố gắng làm điều tương tự với mình. Không chỉ vậy, chính bạn cũng có thể tự mình nắm vững những bí kíp vô cùng đơn giản để trở thành một trong số họ với cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược, tên tiếng Anh là The Art of Strategy. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách ấn vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn. Tác giả cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược là Avanish Dixit và Barry Nanpup, những người đã từng rất nổi tiếng với cuốn sách Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Đối với cuốn sách về tư duy chiến lược này, hai tác giả đặt rất nhiều tâm sức và kỳ vọng, bởi họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của rất nhiều vị giáo sư trong ngành để có thể hoàn thiện cuốn sách. Cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược bao gồm những quan điểm đã có từ lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị và cả những quan điểm kế thừa nó. Dù đưa thêm vào nhiều câu chuyện thực tế, nhưng mục đích của chúng tôi vẫn là giúp bạn phát triển lối tư duy riêng về những tình huống chiến lược mà bạn sẽ phải đối mặt. Đây không phải là cuốn sách có thể đọc ở sân bay, giới thiệu 7 bước để nắm chắc một chiến lược thành công. Các tình huống bạn phải đối mặt rất đa dạng và bạn sẽ thành công hơn nhờ nắm được một số nguyên tắc chung cũng như thích ứng với các trò chơi chiến lược đang tham gia. Chiến lược là chủ đề bàn luận được phát triển từ tư tưởng cổ xưa và tiếp nối trong suốt dòng lịch sử. Việc vận dụng và sáng tạo chiến lược có tầm ảnh hưởng rất lớn trong bình diện quân sự hay chính trị, ngoại giao, kinh doanh hay thậm chí truyền thông. Một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất từng sống, Alexander Đại Đế là người đã dùng chiến lược quân sự sáng suốt để chiếm lấy toàn bộ vùng đất từng được người Địa Trung Hải thời đó biết đến và đem quân đến tận biên giới Ấn Độ ngày nay. Truyện kể rằng trước khi đưa quân sang châu Á, Alexander Đại Đế đứng trước một lời nguyền: chỉ có ai gỡ được nút dây rối rắn thiêng liêng nọ thì người đó mới có thể chinh phục được châu lục rộng lớn này. Trước ông, nhiều người đã từng cố công cởi nút thắt, nhưng càng gỡ, nút thắt lại càng rối hơn. Alexander chẳng nói chẳng rằng, vung thanh gươm sắc bén, chém đứt đôi nút thắt, sợi dây tuột ra và lời nguyền được giải. Mọi chuyện sau đó được ghi tạc vào lịch sử. Trở lại câu chuyện, nếu coi nút thắt kia như là tượng trưng cho các tình huống chiến lược rối rắm, gây hoang mang và nản lòng, thì thanh gươm của Alexander Đại Đế chính là một lối tư duy sắc bén, xuyên qua những mâu thuẫn chồng chéo của tình hình để đem đến cách giải quyết nhanh chóng, bền vững nhất, đem đến cho con người lợi ích, chiến thắng và vinh quang. Theo hướng giải nghĩa này, tư duy chiến lược là thanh gươm mà mỗi người đều nên mài sắc. Trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược, tác giả chia sẻ toàn bộ nội dung thành 3 phần chính. Phần 1, 4 chương đầu giới thiệu và làm quen với lý thuyết trò chơi. Phần 2, 3 chương tiếp theo giải thích cặn kẽ và chi tiết hơn về lý thuyết trò chơi. Phần 3, 7 chương cuối cùng giúp người đọc vận dụng lý thuyết trò chơi vào trong công việc và cuộc sống của mỗi người. Ngoài 3 phần chính này, tác giả còn đưa thêm những phần đọc thêm và bài tập để người đọc có thể luyện tập nhuần nhuyễn những gì đã học được trong cuốn sách, nhằm đạt được kết quả toàn diện nhất sau khi đọc xong cuốn sách.
Phần 1: 10 câu chuyện về chiến lược. Trong chương đầu tiên mở đầu nội dung về lý thuyết trò chơi, cuốn sách đưa ra 10 câu chuyện thực tế giúp người đọc có cái nhìn tổng quan nhất về cái được gọi là lý thuyết trò chơi. Hãy coi các câu chuyện này như món tráng miệng trước khi bạn thưởng thức món chính. Chúng được thiết kế để kích thích vị giác của bạn, chứ không phải để bạn thấy nó. Trong số những câu chuyện được kể làm ví dụ trong chương này, có một câu chuyện về thế lượng nan của Buffet với sự ứng dụng lý thuyết trò chơi một cách vô cùng thú vị. Warren Buffet đề xuất một chiến lược thúc đẩy tài chính và mong muốn nó được thông qua. Song, đây là một điều rất khó vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người trong cơ quan lập pháp. Tác giả phân tích rằng, để có thể thuyết phục được những người trong cơ quan lập pháp bỏ phiếu thuận thông qua dự luật này thì phải đặt họ vào một thứ gọi là thế lưỡng nan của những người tù và bắt họ ra quyết định. Để chứng minh cho những điều này, Buffet đã nói rằng: giả sử một tỷ phú lập dị đưa ra đề nghị sau: nếu dự luật này bị bãi bỏ, người này, tức là ngài Eber, sẽ tặng 1 tỷ đô la theo cách được cho phép. Tiền mềm biến mọi thứ trở thành có thể cho đảng chính trị có nhiều phiếu bầu ủng hộ dự luật nhất. Với cách ứng dụng lão cá này của lý thuyết trò chơi, dự luật sẽ được quốc hội thông qua, do đó không làm Eber phải tốn kém gì. Đây chỉ là một trong những cách mà chúng ta có thể vận dụng lý thuyết trò chơi vào công việc và cuộc sống của mình. Những nội dung chi tiết của lý thuyết trò chơi sẽ được bàn ở phần sau của cuốn sách. Giải quyết trò chơi bằng cách suy luận ngược. Nguyên tắc chung của các trò chơi có hành động lần lượt chính là bạn phải đoán câu trả lời của những người chơi khác và sử dụng chúng làm tư liệu để suy đoán câu trả lời của mình ở hiện tại. Và điều đó đã được khái quát trở thành một nguyên tắc trong hành vi chiến lược, nhìn về tương lai và suy luận ngược lại. Bạn đang lắng nghe audio review sách Nghệ thuật tư duy chiến lược. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu về cây quyết định và cây trò chơi. Bạn sẽ học được cách vẽ sơ đồ này để mô tả các lựa chọn trong một trò chơi chiến lược. Đây sẽ là một công cụ hữu ích đối với bạn trong việc tính toán lựa chọn tối ưu cho chính bản thân mình. Nhìn chung, trong phần 1, tác giả giới thiệu cho người đọc hiểu thế nào là lý thuyết trò chơi trước khi đào sâu hơn về nó. Tác giả chỉ ra rằng, trò chơi là tình huống phụ thuộc lẫn nhau về chiến lược. Và trong một trò chơi sẽ có sự di chuyển. Để phân tích sự di chuyển đó, chúng ta cần tạo lập cây trò chơi và bắt đầu quá trình phân tích dựa trên 4 quy tắc sau. Quy tắc 1: nhìn về phía trước và suy luận ngược. Quy tắc 2: nếu bạn có một chiến lược áp đảo, hãy sử dụng nó. Quy tắc 3: không xem xét các chiến lược bị áp đảo. Quy tắc 4: tìm kiếm các cân bằng hoặc cặp chiến lược, trong đó hành động của mỗi người chơi là phản ứng tốt nhất của họ đối với chiến lược của người chơi còn lại. Trong một bộ phim mang tên The Princess Bride, dịch ra có nghĩa là cô dâu công chúa, có một phân cảnh nói về trận chiến giữa người anh hùng Wesley và nhân vật phản diện Virginie xứ Sicily. Được đánh giá cao khi nó thể hiện một tình huống khiến con người ta phải cân nhắc về sự lựa chọn của mình sẽ dẫn tới cơ hội hay rủi ro. Wesley thách Virginie tham gia trò chơi sau. Wesley sẽ bỏ độc vào một trong hai ly rượu vang mà Virginie không thấy. Sau đó, Virginie sẽ chọn một ly để uống. Virginie cân nhắc đến tình huống, tất cả đều đi theo một vòng tròn logic. Cuối cùng, hắn đã làm cho Wesley phân tâm, đổi hai chiếc ly và nở nụ cười tự tin khi cả hai đều uống ly rượu của chính mình. Và khi cái chết đột ngột đến, Virginie vẫn còn đang cười lớn vì chiến thắng dự kiến của mình. Cái chết của Virginie được lý giải do trong vòng
trong logic mà hắn lập ra trong đầu có một lỗ hổng lớn. Và lỗ hổng này được phân tích rất kỹ càng trong phần 2 của cuốn sách nhằm giúp người đọc hiểu sâu hơn, biết làm thế nào để vẽ nên một vòng tròn logic khi bị rơi vào tình huống tương tự mà không mắc phải sai lầm như Vigini đã mắc phải. Đồng thời, ngoài việc dạy bạn cách sử dụng những công cụ để phân tích một tình huống trong công việc và cuộc sống như một trò chơi, theo đúng tinh thần của lý thuyết trò chơi, thì tác giả còn đưa ra cho bạn những sai khác giữa lý thuyết và thực tế để bạn tiếp cận tư duy chiến lược một cách chân thực và sinh động nhất. Đây chính là điểm mạnh của cuốn sách giúp bạn thành công hơn khi tập áp dụng những thứ mình học được vào thực tế cuộc sống. Nếu phần 1 và phần 2 giới thiệu và giúp bạn làm quen với lý thuyết trò chơi cũng như tư duy chiến lược, thì trong phần 3 của cuốn sách, tác giả sẽ đưa các bạn đến với những tình huống thực tế và phân tích nó để bạn hiểu làm thế nào để có thể ứng dụng được những mảng kiến thức mới mà mình vừa tiếp thu. Các tình huống thực tế này nói về đủ mọi khía cạnh trong công việc và cuộc sống mà bạn có thể gặp phải. Ví dụ, bạn sẽ phải làm thế nào để những đứa con đến thăm và gọi điện cho mình thường xuyên hơn? Nếu trở thành một người lãnh đạo trong quân đội, bạn sẽ làm gì để tất cả những người lính dưới quyền bạn sẵn sàng hy sinh tất thảy, thậm chí ngã xuống vì tổ quốc? Khi tham gia một cuộc đua, một trận đấu hay một cuộc thi, bạn sẽ cần hành động như thế nào để không bị bỏ lại phía sau? Không chỉ nói về những vấn đề như vậy, cuốn sách còn kèm theo vô vàn tình huống khác. Song điều tuyệt vời nhất của cuốn sách này chính là sau khi bạn đọc và thấu hiểu hoàn toàn những nội dung được truyền tải trong đó, thì bạn chắc chắn sẽ có thể ứng dụng được một phần nào đấy của những gì bạn học được vào giải quyết các vấn đề nảy sinh hàng ngày trong cuộc sống thường nhật của bạn. Và đây cũng chính là điều mà hai tác giả muốn truyền tải tới bạn sau phần 3 của cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược. Dù là trong môi trường kinh doanh giành lấy thị phần, hay khi buộc phải đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc đời như chọn ngành học, việc làm, hoặc đơn giản thường gặp hơn, bạn đang chơi bài, chơi cờ hoặc chơi bóng, đó đều là những tình huống chiến lược và bạn phải đưa ra các quyết định chiến lược. Một số quyết định chiến lược sẽ đẩy cuộc đời bạn rẽ hẳn sang một lối khác. Nếu bạn thường loay hoay trước các tình huống chiến lược, không biết những lựa chọn đang bày ra trước mắt sẽ dẫn đến kết cục thế nào trong tương lai, không biết cuộc cạnh tranh khiến bạn đau đầu này sẽ tiếp tục leo thang hay dần dần lắng xuống, cục diện bàn cờ chiến lược cuối cùng sẽ ngã ngũ ra sao? Nghĩa là tư duy chiến lược của bạn chưa đủ để định hướng và kiểm soát cuộc chơi. Cuốn sách Nghệ thuật tư duy chiến lược giống như một cuốn giáo trình dành cho bạn để nghiên cứu và tìm cách ứng dụng lý thuyết trò chơi vào công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Từng ví dụ và phân tích của tác giả sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về các sự việc vận hành trong cuộc sống hàng ngày. Vậy tại sao bạn không bắt đầu với cuốn sách này ngay ngày hôm nay? Tôi chẳng thể nghĩ ra nổi cuốn nào phù hợp hơn cuốn này khi phải nói đến sự kết hợp hoàn hảo giữa những hiểu biết thực tế và tính giải trí. Audio review sách Nghệ thuật tư duy chiến lược đến đây là kết thúc. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách ấn vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.